định là mở quán cà phê rất đẹp như thế này, hình như là khỏi Tây Ninh, không có quán nào mà đẹp và tuyệt vời thế này. Ý tưởng từ đâu mà chúng ta quyết định mở cái quán quá tuyệt vời thế này ạ? À, được MC Tấn Hưng khen quán đẹp thì là Vũ rất là vui, thì nhưng mà nó đẹp nhất thì chắc có lẽ là Vũ không dám nhận đâu. Đẹp mà lạ đâu mấy quý vị. Đẹp từ trong tâm hồn thôi. À, chắc có lẽ là Vũ rất là yêu thích thiên nhiên như là cá với nước, nhất là những đàn cá. À, ý tưởng thì là Vũ cố tình đi công tác với mấy ông anh. Yeah. À, nhà ảnh toàn là mấy ảnh toàn là nuôi những cái đàn cá coi rất là đẹp. Yeah. Cho nên là bất chợt là Vũ ý định của Vũ là mình cũng phải muốn có cái niềm vui này ở trong mình. Yeah. Trong nhà mình, nhưng mà suy nghĩ cho kỹ nữa thì nếu mà một mình thì ích kỷ quá. Yeah. Đúng rồi, cho nên là Vũ quyết định mở quán cà phê cá coi, ý tưởng từ đó thôi. Yeah. Rồi vừa đi hát vừa kinh doanh sao Vũ sắp xếp hết thời gian rồi, chạy lên chạy xuống có sắp xếp được thời gian của mình không? À, sắp xếp thời gian hả, thì nói chung là thưa với Hưng với tất cả vị thì nghệ sĩ quý vị biết rồi, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều đâu. Yeah. Cho nên là nếu mà được có cái dịp mà có một cái quán cà phê cá coi, cà phê cá coi ở ngay tại thành phố Tây Ninh thì đó là một cái thời gian vừa rồi thì cái dịch Covid đó là cũng từ mấy tháng nay rồi, chính vì đó là nghệ sĩ chúng em bị nằm ở nhà ngủ nhiều lắm. Cho nên chính vì cái điều đó thì Vũ quyết định là không, Vũ là người thích là công việc rất là nhiều, cho nên là không muốn giết thời gian, cho nên là mình suy nghĩ mình lấy cái niềm vui của mình từ những đàn cá coi, những cái hàng nguyên tâm sự bạn bè trong những lúc như thế này, đó là gì cái lý do đó mà hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng đồng hành với nhau, cùng nhau nghe Vũ hát, rồi đến với những từng ly nước, từng tâm tư của Vũ với tất cả ekip của Fan Tom Coffee dành cho mình. Dạ, dạ. Ngày hôm nay ngoài khách hàng ở Tây Ninh thì có rất là nhiều những người thân yêu và những bạn bè, những fan của Vũ cũng từ Sài Gòn, từ Thành phố Hồ Chí Minh đến đây. À, đó. Từ Hà Nội nữa. Từ Hà Nội luôn rồi hả? Từ Hà Nội rồi. Dạ, rồi. Bắc Ninh rồi. Bắc Ninh xuống luôn. Lạng Sơn rất là xa, gần Sapa là cái xứ sở lạnh đó. Dạ. Rồi đặc biệt là những người ở Trà Vinh, Cà Mau. Yeah. Thành phố rồi rất là nhiều nơi đó, đặc biệt là có chị Xuyên, chị Bé. Yeah. Này, gia đình của anh Hưng lớn nè, anh Lệ, chị Anh Hà, chị Lệ, anh Đường, rồi gia đình công ty mỹ phẩm Quốc Non, rồi salon tóc Vũ Trí cũng rất là hot ở Việt Nam chúng ta, rồi anh Thắng, chị Phùng, rất là nhiều. Nói chung là hôm nay Vũ không những là hạnh phúc được quý vị và bà con cô bác ở Tây Ninh dành tình cảm cho Vũ với các quán cà phê các con coi này, mà rất là hạnh phúc nhiều hơn khi mà đường đi của Vũ, những bước đi của Vũ luôn có được những sự yêu thương, những tình cảm đồng hành với Vũ. Không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã gia đình mình nói chung rất là nhiều. Cảm ơn mọi người ạ. Rất nhiều ngoài Tây Ninh là còn nhiều tỉnh thành khác đến chúc mừng ngày khai trương của quán cà phê của Vũ. Và xin mời một khán giả bây giờ một phần người chúng ta đại diện để chúc mừng cho Vũ được ạ. Chúc mừng hả? À, bây giờ anh, em mời anh có vài lời chúc cho Vũ khai trương cà phê hôm nay nha. Dạ. Rồi anh xin lên đường nha, cho em chúc may mắn nha. Ngoại đồng. Và đây là ngày của em ca sĩ Thư Vũ khai trương cái cà phê cá coi. Anh tất cả anh các chị và toàn thể các khán giả đây yêu mến quý, yêu quý Thư Vũ và chúc cho Thư Vũ và nhà hàng phát triển và tuyệt vời. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Hạnh phúc quá, nói luôn, nói luôn luôn đúng không? Rồi, bây giờ bây giờ cũng hát tiếp đi cho anh tặng mọi người nhé. Cho chú xin bài đó, mình chào tạm biệt để cho những tiết mục tiếp theo chương trình ha. Dạ. Rồi trước khi hát của cảm ơn vị trước và mong là quý vị sẽ yêu thương quán hoài hoài luôn nha. Không những là những ngày khai trương như thế này mà những ngày tiếp theo nữa sẽ yêu thương, ủng hộ và đồng hành với Fan Coffee của Vũ với gia đình rất là nhiều nha. Và đặc biệt là cho Vũ xin cáo lỗi những cô chú anh chị ngoài kia nha, hôm nay không đủ sức chứa để phục vụ mọi người, mong quý vị thông cảm. Rồi bây giờ cho Vũ xin một bài hát nữa. Vâng, thì chị qua khán giả mình vừa lắng nghe một bài hát nữa, thì một lần nữa bên dưới đang phục vụ cho tất cả những khán giả mình với những tờ đã vé xin phụ thu một chiếc vé là 30 ha. Đó thì khán giả bên dưới cũng thân tình và tham gia tham dự mỗi người một chiếc vé trên tay. Rồi bên dưới khán giả nào chưa vé
hãy nhấc nhẹ ngón tay lên thì những người đẹp của bên cho chúng em sẽ đến tận nơi phục vụ cho tất cả quý vị khán giả mình ha. Rồi ai chưa vé khán giả ơi, thì mỗi người tham gia tham dự giùm em ha. Rồi một lần nữa, ngay từ bây giờ tất cả quý vị khán giả mình đã có vé rồi, chuẩn bị tập trung nhà sáng giờ số may mắn. Đã lẽ nào cũng như vậy thôi, không có chuyện nữa. Giờ thì đây, giờ thì ra ngoài, cô bác có thể cậu cảnh giờ lại đây. Giờ lại đây, giờ lại đây, nhẹ như cô tôi là cô ấy. Giờ thì đây, giờ thì ra ngoài đây.
Hai gì đây,
Yeah.
chưa? Má ơi, con số 59 mà bạn nặng ra bây giờ là 3-4 người đập giải. Bây giờ anh chị hãy làm mình sang qua xé tờ vé khán giả ơi. Chúng ta giữ lại vé nhá. Và những cuộc phấn ra tiền có thích xuống hồ cho chị nha. Những cuộc phấn ra tiền mình cứ tiền để lại trên bàn. Thứ nhất là ở cái hồ thì có cá. Và phấn thì là cá không thể nào mà ăn được thì cá nó sẽ chết. Nên anh chị đừng nhớ nha. Thương chú Vũ Vũ thì cá coi này là mua rất là mắc, phải tốn rất là nhiều chi phí nữa, nên là mình nhớ là đừng cắt thải những cái vật gì đó nhỏ nhỏ lúc đó mà cá nó không ăn được á. Quen không? Quen không anh? Rồi, cái gì ta cùng ra kiểm tra nha. Còn lại đặc biệt là cái gì là 3.291, con số 19, xin lỗi, 59. 59 có 1. 41. Có anh này. 33. Có 3. 13. Dạ, có 4. Rồi, anh này người bán rồi chứ. Dạ, 3, 2, 8, 1, 5, 9, 4, 4, 3, 3, 13, Kim Trang. Có hai người phải không? Dạ, bây giờ chúng tôi sẽ gặp quý vị. Và gặp lại đặc biệt này, chúng ta có hai chủ nhân. Thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ bắt đầu là chia đều. Chia đều bằng cách là chúng ta quay số. Tại vì hôm nay là ngày trưa thì xem ai là người nắm nhất. Chúng ta sẽ bỏ hết tiền công anh trong lòng cầu. Anh chị mình tự quay lòng cầu, bóc ra một con số. Cái nghĩa là bóc 5 số á. Ai mà số lớn nhất mình sẽ được nhận cho đó là 5 phân. Và số nhỏ mình sẽ được nhận cho con số nhỏ. Nha. Cái đây không phải là hình thức bằng tiền, không thể làm gì đâu được. Rồi bây giờ chúng ta chưa. Rồi bây giờ là ai bóc trước? Ai bóc trước? Năm con vàng không à? Rồi ai bóc trước? Anh có thể làm gì được. Thì rồi anh quay đi đâu. Rồi anh bóc cái này. Năm mươi bảy. Vậy là chị A là người may mắn đồng giải chọn và đó là 5 con vàng đặc biệt cho ngày khai trương. Rồi chị ơi, qua đây kiểm tra giùm em chị. Em qua đây, qua đây. Vàng ở đâu vậy? Kim Phát nha. Ở Bình Thạnh. Giữ là cái này cho chị Bình Thạnh nha. Cảm ơn chị nha. Chị đâu chị có gì nè. Em còn cái chị ở đâu. Anh ơi, chị ở đâu tên gì? Chị tên gì nè? Thúy An ở đâu? Anh Nhật Vân, tên Linh luôn. Cảm ơn chị nha. Nhớ giảm thời gian, giảm tiền nhớ để ủng hộ cho bác Hà Thơ Vũ Vũ nha. Cảm ơn anh nha. Rồi, mình xin nấu chưa? Và chúng tôi sẽ gặp quý vị tiếp một người hoa. Cùng một gia đình luôn. Chúng ta được trở lại với MC xinh đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Lan Thanh Quyền, chị Thanh Hà, Đạo Ly, Nguyễn Phương, Nguyễn Trung. Ngày mai gặp lại nha. Dạ. Hôm nay gặp lại các nghệ sĩ trong đời của Sài Gòn Tình Thời rồi mai cũng có các nghệ sĩ ủng hộ nữa. Nên cứ ngày mai quý vị nhớ đến với chúng tôi ngày khai trương thứ hai ngày 23/10 và cảm ơn tất cả quý vị cùng đến với ngày khai trương của Rest Co Coffee của chúng tôi ngày hôm nay. Và mời tất cả quý vị chúng ta gặp lại trong một không gian rất là tuyệt vời như thế này.